So với cách này hơn một tháng, giá trái mít giống Thái Lan trồng tại các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tăng trở lại từ 4 đến 8 ngàn đồng mỗi ký. Những ngày gần đây, mít Thái loại 1 đạt chuẩn xuất khẩu trọng lượng từ 9 ký mỗi trái trở lên được nông dân tại nhiều nơi bán cho thương lái và các vựa thu mua mít ở mức từ 18 đến 19 ngàn đồng ký, trong khi trước đây ở mức 11 đến 12 ngàn đồng ký, còn giá mít Thái loại 2 từ 7 đến dưới 9 ký mỗi trái từ mức khoảng trên dưới 7.000 đồng một ký, nay lên mức từ 12 đến 13.000 đồng một ký trở lên. Giá tăng do nguồn cung giảm vì nhiều vườn mít đã hết lứa thu hoạch. Và gần đây, mít cũng được tiểu thương và doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua để phục vụ xuất khẩu.